Chào mừng tất cả quý bác đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay cũng là một clip giới thiệu về sản phẩm, và đó chính là sản phẩm điện thoại Bluetooth. Chiếc điện thoại Bluetooth em đang cầm trên tay đây là một trong những chiếc điện thoại Bluetooth đẳng cấp nhất, đỉnh cao nhất của Kỳ Lân Luxury và cũng là đẳng cấp nhất của hãng Bluetooth, một trong những sản phẩm đẳng cấp nhất. Vì sao là nó lại sự đẳng cấp như vậy? Vì sao em lại nhấn mạnh sự đẳng cấp như vậy? Bởi vì nó là một sản phẩm nguyên bản của hãng Bluetooth và được đúc bằng vàng khối hoàn toàn. Bộ vỏ là bộ vỏ vàng khối đúc AU750 và đã được đính trên toàn bộ thân vỏ bằng vàng, đó là tất cả hộp xoàn kim cương thiên nhiên. Vàng thì vàng 750, vàng 75 chuẩn châu Âu, vàng là 75 rồi thì kim cương thiên nhiên, và tất cả mọi chi tiết đều là vàng và kim cương hết. Được phối với tông màu đen, tông màu đen là của gốm ceramic và lưng đá gốm. Dưới đáy là da, toàn bộ là hộp xoàn kim cương thiên nhiên tắm. Trên phím bấm thì rất đặc biệt ở chỗ nào? 12 cái phím bấm này, 1, 2, 3 đến 12 phím bấm này là đã được gắn lên một phím bấm là ba hộp xoàn, ba hộp thiên nhiên. Chỉ có hàng ở giữa thôi là bốn hộp, mỗi hộp là 2 ly, là 2 ly. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem phím giữa là nút gì. Vâng, phím 5 chiều, 4 chiều là kim cương tắm, và nút chọn ở giữa là phím chủ 3 ly 4. Rất đẹp, rất đẳng cấp. Vâng, các bác đã được chứng kiến em mở nguồn lên rồi đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn cận cảnh chi tiết từng góc cạnh này. Đó, các bác thấy chưa? Quá nổi, quá xuất sắc. Kim cương nó chiếu không chịu nổi luôn á. Em quay đây là rất thực tế rồi mà nó chiếu như vậy này. Rất là chiếu nha. Cực kỳ chiếu luôn. Tuyệt vời. Đó, các bác xem. Gốm của nó này. Xem và em tắt nguồn lại cho các bác xem này. Tuyệt vời, tuyệt vời. Và em sẽ mở nguồn lại. À, có một điều mà rất nhiều bác chưa từng xài Bluetooth, mới lần đầu mua hay bị, và cũng clip này em sẽ nói cho các bác biết luôn cách tháo pin ra. Thì đằng sau đây nè, nó có cái chốt, chúng ta lật như thế này, sau đó chúng ta xoay ngược kim đồng hồ, nó sẽ ra cái nắp như thế này, rồi chúng ta chỉ việc dỡ pin lên là xong. Rồi cái đóng lại, nhấn pin vào, và ở dưới đáy pin có cái chốt nè, có thấy không? Mình gài từ dưới gài xuống, đóng lại tự động nó gài chốt lại thôi. Lúc này chúng ta bật ra gấp lại là xong. Còn một điểm, một cái nữa là cái lấy sim. Nhiều bác cứ mở pin lấy sim hoặc là không biết cách lấy sim ở đâu. Nhiều trường hợp nhiều bác thấy đọc thấy đẳng cấp và mua nhưng mà chưa biết. Tiện đây em hướng dẫn cho những bác sau này sẽ xem clip này để biết cách làm luôn nha. Nhìn chính diện màn hình. Đó, các bác thấy nhìn chính diện màn hình chưa? Rồi, bây giờ chúng ta xoay bên hông qua thấy chỗ cái hình chữ nhật mà xéo xéo gì không? Đó, chúng ta sẽ lòn cái tay ở trên, nó có cái khe nhỏ nhỏ mỏng mỏng này, mình sẽ nhìn nó nhỏ thôi, mình đút cái gì vào đây để chẳng hạn như cái ngón tay em đi ha, em dỡ nó ra, tự động nó sẽ lòi cái ổ sim ra như thế này đúng không ạ? Đó, rất là dễ dàng. Và bỏ sim vào cái khe này, bỏ sim cái khe này nó làm theo cái hình dạng của cái sim rồi, chúng ta chỉ việc bỏ vào là xong. Nó sẽ dư cái nắp này là một chút, chúng ta lấy tay này ổn định ha. Rồi, và tiện đây em xin giới thiệu với tất cả quý bác luôn, Kỳ Lân Luxury là đơn vị chuyên bán sản phẩm đẳng cấp sang trọng thượng lưu, theo phong cách là sưu tầm. Và để nó lọt vào tủ sưu tầm nó phải như thế nào rất là khó, không phải tự nhiên mà loại gọi là sản phẩm sưu tầm được, nó phải có cái gì đó gọi là sưu tầm.
Đó chính là năm nguyên tắc, cũng là năm tiêu chí của Kỳ Lân Luxury để tạo nên tên tuổi thương hiệu vang dội của Kỳ Lân Luxury trong cái ngành điện thoại Vertu, trong cái giới điện thoại Vertu và trong cái sản phẩm đẳng cấp. Đó chính là một nguyên bản. Nguyên bản thôi chưa đủ đâu, không thể là một yếu tố mà đủ để mình chọn lựa được. Hai, nguyên zin. Nguyên bản rồi phải nguyên zin. Cũng chưa đủ luôn, phải chính hãng. Nguyên bản nguyên zin mà không chính hãng thì của Trung Quốc à? Không, 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 phải nguyên bản nguyên zin chính hãng. Và thứ tư, nguyên bản nguyên zin chính hãng rồi mà nó cũ quá. Đủ không? Không được, không đẳng cấp. Nguyên bản nguyên zin chính hãng rồi, nó đẹp quá nhưng mà nó sửa nhẹ rồi. Sửa rồi, hay là sửa nhẹ luôn rồi. Đẳng cấp không? Vâng, không. Vậy thì sao ạ? Nó phải là nguyên bản nguyên zin chính hãng và line new. Nguyên bản nguyên zin line new. Nguyên bản nguyên zin chính hãng line new. Rồi, bốn yếu tố rồi. Và yếu tố thứ năm, và yếu tố thứ năm chính là phù hợp, hợp lý. Bởi vì tạo ra sân chơi được là phải tạo được cộng đồng và được cho mọi người tín nhiệm, mọi người yêu thương, mọi người quý trọng. Mình phải bán đồ chuẩn và giá phải chuẩn, bán chuẩn giá, chuẩn chất lượng mới có thương hiệu Kỳ Lân Luxury này. Và cũng tự tin lắm, tự tin cực kỳ luôn. Tự tin vì mình đã tạo ra được một sân chơi đẳng cấp để cho mọi anh em, mọi doanh nhân, mọi thương gia, mọi người đã ủng hộ, các bác đã ủng hộ và an tâm khi mua sử dụng đến với Kỳ Lân Luxury. Các bác chỉ việc là mua và sở hữu và sử dụng được, mọi vấn đề các bác đừng quan tâm, bởi vì đích thân em là người chủ và đích thân em là người kiểm duyệt và đích thân em là giao lưu với tất cả các bác bán hàng. Có thể ngoài kia người ta bán nhưng người ta bán theo phương cách là chuyên về kinh doanh luôn, họ tự thức kinh doanh, họ giao hết mọi vấn đề cho nhân viên họ làm, họ có ít khi họ đụng vô trong cái máy, ít khi nhúng tay trong cái máy, mở cái máy để xem, ít khi mà kiểm duyệt máy, toàn là đội ngũ họ có đội ngũ họ làm, họ ít có khi nào, hoặc là những bạn gọi là chưa có chuyên nghiệp, và đặc biệt là mấy bạn cộng tác viên hay là sale thì nó cũng không đảm bảo được, bởi vì người ta tư vấn người ta không có mở được cái máy bên trong ra, họ không biết, họ chỉ nhận được thông tin và họ nói một cách lập rập khuôn như vậy thì họ không thể đảm bảo được. Chúng ta rút một cái kinh nghiệm mà từ bản thân em, và thẳng rằng các bác cũng đã có kinh nghiệm là mình mua đồ, bất kỳ sản phẩm gì mình mua đồ, mình mua bất kỳ cái gì mình phải mua của người rành, người chuyên sâu thì nó sẽ dễ hơn với mình. Khi vấn đề cần hỗ trợ là người ta hỗ trợ ngay và luôn, hỗ trợ liền, họ đã biết liền, họ biết ngay, hỗ trợ liền, có cái liền đó, chứ không phải mua qua bạn cộng tác viên hay là mua trong chỗ này chỗ kia xong rồi có vấn đề hay là gì đó không hiểu hỏi, phải đợi em xíu hỏi người này hỏi kia, à, đợi xíu để em nhận lại em giao bên này bên kia. Không, đừng chơi như vậy. Và cũng may mắn hơn nữa là em là một người đam mê chơi và giao lưu bán hàng, thì một cách giao lưu được có cơ duyên để giao lưu gặp gỡ thêm nhiều người, đó là một cái niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời của một con người, giao du với nhiều bác doanh nhân rất là tuyệt vời. Em cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian xem clip này, trân trọng rất là trân trọng, cảm ơn, và kính chúc tất cả quý bác một buổi xem video thật nhiều niềm vui, và chúc tất cả bác mọi sự mọi điều như ý, mọi sự thành công, và đã dành thời gian xem hết clip này em rất là biết ơn, và đã xem hết clip này rồi thì hãy còn gì nữa mà không ủng hộ luôn bằng cách chia sẻ video này để nhiều nhiều người ủng hộ Kỳ Lân hơn nữa à. Và đừng quên subscribe kênh YouTube này cũng như like theo dõi fanpage này để mà xem nhiều clip hấp dẫn nữa nhé các bác ơi. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.